Nhà đất Văn Nguyễn xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay em lại giới thiệu đến cho các bác chị mình tham quan một cái lô đất sầu riêng Đông Đặc nha mọi người nhé. Lô đất của chúng ta là trực thuộc tại xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông nhé. Cách trung tâm huyện là 2,5 km và cách cái đường nhựa, đường bê tông là 400m thôi nhé. Đường đi lại thì rất là thuận tiện luôn. Thế đất rất là bằng đẹp cho mọi người nhé, bằng đẹp và khuất gió. Đây là cái phần ao của chúng ta đây, ao nước tưới là rất là nhiều luôn, cá cũng rất là nhiều nhé. Hiện trạng trên đất của chúng ta đã có điện nha quý vị nhé, đã có điện là đầy đủ luôn, và có một căn nhà cấp 4 đây, được 200 cây mít thái như này nhé cô bác chị nhé. Và được 450 cây sầu riêng 1 năm tuổi nhé. Trên đất thì gia chủ thì cũng đã lắp hết hệ thống nhỏ giọt rồi nhé. Nên cô bác chị mình mua cái sản phẩm này thì rất là an tâm, không phải lo tưới tắm nhiều nhé. Chỉ bật máy lên là nước là tưới tự động luôn. Đất rất là bằng nhé, một vườn cây ăn trái rất là đẹp luôn. Cái mảnh vườn của chúng ta là được thiết kế theo cái phong cách của người miền Tây của gia chủ nha. Đấy, bên này là sầu riêng lớn nha mọi người nhé. Miền Tây thì trồng các loại cây trái rất là đẹp luôn. Đấy, và đây là cái căn nhà cấp 4 của chúng ta nhé. Căn nhà cấp 4 này là hiện tại là đang ở được, ở rất là ok luôn. Nên là cô bác chị mua cái sản phẩm này thì mình trang trí thêm và sơn sửa thêm là rất là đẹp nhé. Đây rất là đầy đủ luôn rồi, điện nước là đầy đủ, có cả camera nhé mọi người nhé. Đấy, nên là cái phần an ninh là cô bác chị mình an tâm, không có lo nhé. Mảnh đất của chúng ta là khá là đẹp, đất đỏ ba gian rất là màu mỡ luôn. Nên là sầu riêng cô bác chị mình thấy không, rất là đẹp nhé, cành lá xum xuê luôn, có 4 ống tưới tự động ở dưới một gốc nha mọi người nhé. Chỉ cần bật máy lên là tự động tưới thôi, rất là tiết kiệm chi phí và rất là tiết kiệm nước nhé. Sầu riêng thì cũng rất là đẹp luôn. Đây, cô bác chị mình mua cái sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp cho em nhé, để em đưa đi xem vườn. Đấy, cô bác chị mình đang xem clip thì cho em một like và một lần đăng ký kênh để ủng hộ em nhé, cũng như là để cập nhật cho mình những cái sản phẩm mới nhất, phù hợp nhất với túi tiền của mình nhé. Như cái mảnh vườn này thì hiện tại là gia chủ đang bán là 5 tỷ có thương lượng nha mọi người nhé. Đấy, một cái mảnh vườn rất là đẹp, rất là bằng nha mọi người nhé, bằng như cái sân bay luôn. Hiện trạng trên đất là 250 cây sầu riêng như này thì sang năm là bắt đầu là cho thu chính, là bước sang năm là cho kinh doanh rất là mạnh nha mọi người nhé. Trên vườn là có tiêu và cà phê sầu riêng, là có 3 loại cây có thu nhập nhé. 3 loại cây này là cùng thu một lúc thì sẽ mang lại kinh tế rất là cao. Đấy, còn 450 cây sầu riêng con thì cỡ 2 năm nữa mới bắt đầu cho bói nha mọi người nhé. Sầu riêng rất là đẹp luôn. Đấy, và bây giờ mời mọi người xem cái mảnh vườn của chúng ta từ trên cao nhé. Thank you.